Chắc hẳn hiện nay, không ai là không biết đến Facebook. Là nền tảng trang mạng xã hội lớn nhất hiện nay, nếu là một người sở hữu những bài viết hot, nhiều comment nhất, chắc chắn sẽ tạo cho bạn rất nhiều lợi ích giá trị. Dưới đây là một số cách chúng tôi tìm hiểu được giúp tăng bình luận bài viết Facebook kèm ảnh của bạn. Comment Facebook kèm ảnh là gì? Đây là những bình luận người dùng khác quan tâm và biết đến bài viết của bạn để lại, họ có thể để lại bình luận bằng nhiều cách như thả sticker, viết bình luận bằng chữ bình luận bằng ảnh tuy có vẻ như là một chức năng đóng vai trò giao tiếp qua lại giao chính chủ post và người dùng khác tuy nhiên đó là do bạn chưa hiểu hết về tính năng này. Nó có thể giúp cho bài viết của bạn xuất hiện ở đầu trang, giúp cho bài viết của bạn tiếp cập được nhiều người hơn. Bất kể bài đăng của bạn đã hiển thị và được đăng bao nhiêu lâu. Chỉ cần có nhiều bình luận, bạn có thể yên tâm là bài viết của bạn không thể trôi xuống được yên tâm trên first page và chờ tương tác thôi. Vậy làm thế nào để tăng comment này? Dưới đây sẽ giải đáp khúc mắc của bạn các cách giúp tăng comment facebook của bạn hiệu quả nhất hãy đăng những bài viết chất lượng đây có lẽ là cách mà ai cũng phải nghĩ tới đầu tiên đúng là như vậy bởi nếu bạn muốn phát triển lâu dài và hiệu quả trên nền tảng tỷ dân này thì bạn nên lưu ý những bài viết thực sự chất lượng mới có sức hút đối với người dùng khác và họ mới có thể ở lại lâu dài với bạn đôi khi nên cập nhật những chủ đề nóng hổi câu comment nếu muốn tăng comment bạn nên tập trung vào những câu chuyện và chủ đề hot để tăng comment như các trang bào thương làm đó là cách hiệu quả để câu kéo comment và khi đăng tải những đề tài nóng hổi thì sẽ có thể thu hút những người đam mê dreamer trên nền tảng này hãy thử và có thể bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy đăng tải bài vào thời điểm hợp lý dù các bình luận có thể giúp bài viết của bạn luôn hiển thị nhưng nên lưu ý thời gian đăng vì phải đăng vào những lúc hợp lý mới có nhiều người tương tác để bài viết của bạn luôn trên trang đầu và nếu bạn muốn tăng comment facebook một cách nhanh nhất bạn nên tham khảo gói dịch vụ tăng comment Facebook của Auto Marketing Pro đơn vị hàng đầu trong nước sẽ giúp bạn tăng bình luận một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Tân trang lại kênh cá nhân Facebook của bạn. Hy vọng bài viết của chúng tôi giúp ích cho các bạn. Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline. 0877496688 Zalo 0877496688 6688 Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ai social chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877 49 6 688 để được tư vấn miễn phí